nhằm chia sẻ với những khó khăn mất mát với người dân Tuyên Hóa nói riêng và Quảng Bình nói chung trong đợt lũ vừa qua. Trong những ngày này, cả nước đều đang chung tay góp sức hướng về khúc ruột miền Trung. Đây là ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Tào ở thôn Yên Tố, xã Phong Hóa. Ngôi nhà bị cháy trong cơn lũ giữa tháng 10 vừa qua. Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 19 tháng 10, khi đang tránh lũ ở Gạc Thượng, lúc cả nhà đang soạn sửa đồ đạc, thì ngọn nến dùng để thắp sáng bị đổ, cháy loang ra sàn và làm cho ngôi nhà của bà Tào bốc cháy. Mặc dù được lực lượng cứu hộ và bà con thôn xóm hỗ trợ dập lửa, nhưng ngọn lửa quá lớn, nước lũ lên cao nên việc tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mái nhà và toàn bộ vật dụng, tài sản của gia đình đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống. Thì vừa rồi cái đợt lũ vừa qua là có mẹ cùng sơ xuất lên chạy hết quả nọ trong gia ta hết cả rồi. Thì cùng là ơn như là các đoàn thể là từ huyện đến tỉnh và cùng trong thôn cũng đã quan tâm đến chia sẻ với mẹ. Mẹ rất cảm ơn nhiều. Chỉ sau một trận lũ, nhiều ngôi nhà bị sập, hoa màu, vật nuôi, tài sản của người dân bị cuốn theo dòng nước. Theo thống kê của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, toàn huyện có trên 6.600 ngôi nhà bị ngập, 84 ngôi nhà bị sạt lở, tổng thiệt hại ước tính trên 276,7 tỷ đồng. Khi những hình ảnh về thiệt hại của cơn lũ thông qua mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng được truyền tải đến đông đảo người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã khơi dậy được sự đồng cảm, lay động những trái tim nhân ái khắp mọi miền Tổ quốc. Mặc dù lũ vẫn còn chất rút, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều tổ chức cá nhân đã đứng ra kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung. Những ngày này đã có hàng chục, hàng trăm chuyến xe chở hàng cứu trợ mang đầy nghĩa tình đồng bào hướng về vùng lũ Tuyên Hóa. Với tinh thần hướng về đồng bào miền Trung bão lụt, thế trên quan điểm và tinh thần tương thân tương ái, thì bà con và người quê hương của thị trấn Thanh Miện, Hải Dương đã có cái tinh thần ủng hộ, quyên góp và giúp đỡ đồng bào. Thì ngày hôm nay là đoàn đã đem theo những tấm lòng gửi gắm của tất cả mọi người đến với động viên tinh thần khó khăn của bà con miền Trung. Mấy hôm nay chúng tôi là nhận được rất nhiều quà của các cái nhà hảo tâm đã hướng về miền Trung nói chung và nhất là xã Thạch Hóa nói riêng. Thì chúng tôi rất là cảm động và biết ơn những các cái nhà hảo tâm đã quan tâm đến dân sống trong cái vùng lũ lụt. Tính đến ngày 29 tháng 10, Ban vận động và tiếp nhận, phân phối tiền hàng cứu trợ huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận tiền mặt và các nhu yếu phẩm giá trị trên 3,1 tỷ đồng của 21 đoàn cứu trợ. Nhiều đoàn từ thiện khác đã đến trao quà trực tiếp cho bà con. Bên cạnh đó, những địa phương ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức quyên góp sách vở, áo quần, gói bánh, giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Tuyên Hóa giúp những nhà bị thiệt hại di dời người và tài sản đến nơi an toàn, sửa chữa nhà ở, v.v. Sau khi lũ lụt tháng 10 vừa rồi thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện cũng như Ban Cứu trợ huyện cũng là có cái lời kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cũng như ngoài tỉnh đã hướng về bà con vùng lũ, thì trao các cái phần quà, tiền hàng, rồi nhu yếu phẩm để phục vụ cho bà con. Nên Ban Cứu trợ huyện cũng như Ban Cứu trợ các xã cũng đã bình xét trao quà đúng đối tượng và kịp thời để cho bà con sớm khắc phục ổn định cuộc sống. Những việc làm tử tế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các tổ chức cá nhân, tập thể, doanh nghiệp dành cho bà con vùng lũ Tuyên Hóa nói riêng và Quảng Bình nói chung đã lan tỏa khắp cả nước. Những hành động đó không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống.